Hi, xin chào các bạn. Như đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì ngày hôm nay mình đang trên đường di chuyển ra thành phố Bảo Lộc để giao chiếc xe Mercedes-Benz C200S Lucy cho anh Đường. Thì bây giờ là 6 giờ rồi, thì dự kiến là khoảng tầm 11 giờ mình sẽ đến thành phố Bảo Lộc. Thì chiếc xe của anh Đường ngày hôm qua mình đã cho bên vận chuyển xe chuyên dụng mà các bạn đã chở xuống cho anh Đường rồi, thì hẹn ngày hôm nay khoảng tầm 11 giờ có mặt ở thành phố Bảo Lộc để mình gặp ở dưới và mình bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz C200S Lucy này cho anh Đường luôn. Thì anh Đường á các bạn, mình chỉ là mới nói chuyện điện thoại với anh Đường khoảng tầm 15 phút thôi các bạn, thì anh Đường đã quyết định và chuyển cọc ngay luôn. Thì lúc đó thực sự mình vẫn chưa gặp anh Đường luôn, chỉ trao đổi qua điện thoại thôi. Đó, thì anh Đường là một người rất là nhanh gọn lẹ luôn các bạn. Thì khi mà anh Đường chuyển cọc xong á, thì những các thủ tục còn lại về mọi thứ thì mình đã làm cho anh Đường hết, và đến ngày hôm nay thì bắt đầu là xe đã hoàn thành xong và bây giờ mình bàn giao cho anh Đường thôi. Thì một lát nữa khi đến thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng á, thì mình sẽ quay với chiếc xe Mercedes-Benz C200S Lucy này cho các bạn xem, và cũng như là tìm hiểu cái công việc của anh Đường, xem anh Đường cơ sở kinh doanh của anh Đường là kinh doanh về lĩnh vực gì các bạn nha. Các bạn sẽ nhớ là theo dõi hết cái clip để mà cùng Duy giao chiếc xe Mercedes-Benz C200 này cho anh Đường. Và một cái điều nữa là khi mà mình giao xe cho anh Đường xong á, thì mình sẽ ở lại Đà Lạt 2 đêm. Thì nếu mà thời tiết ngày hôm đó đẹp á, thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái không gian xung quanh cái resort cũng như là cái resort của mình ở. Thì được biết là ngày hôm nay ở Đà Lạt là đang mưa các bạn, thì hy vọng là 2 ngày tới là ngày thứ hai và ngày thứ ba thì thời tiết ở Đà Lạt sẽ đẹp hơn, lúc đó thì sẽ có nhiều cái khung cảnh đẹp để cho mình quay cho các bạn xem. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ chạy nhanh về Bảo Lộc để mà gặp anh Đường đây. Của anh Đường thì chuyên chế biến một cái loại cây nông sản rất là đặc trưng ở vùng miền. Nếu mà các bạn có xem cái video clip mà mình giao xe về Bình Phước á, thì các bạn may biết là nó có cây cao su. Thì khi mình nói đến đây thì chắc là các bạn cũng đã đoán ra một phần là ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng á, thì có một loại cây gì rồi đúng không? Thì anh Đường chuyên chế biến về trà các bạn. Thì sản phẩm mà anh Đường chế biến ra thì chỉ là xuất khẩu thôi, chứ không có bán ở trong nước đó. Thì khi mà một lát nữa khi mà Duy gặp anh Đường thì Duy sẽ hỏi anh Đường chi tiết hơn về cái cách mà chế biến trà của anh Đường như thế nào, cũng như là anh Đường xuất khẩu như thế nào, và cặn kẽ cho các bạn biết luôn nha. Đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng thì mình đi cái hướng từ Long Khánh qua các bạn. Thì mình đi cái đoạn đường này thì nó là khá là vắng vẻ luôn, rất là ít xe cộ và cũng như là những cái xe lớn thì hầu như là không có đó. Thì mình đi cái đoạn đường này thì nó tính ra nó cũng tiết kiệm được cái thời gian khá là nhiều so với đi với cái đường quốc lộ bên ngoài. Thực sự khi mà đi đường quốc lộ bên ngoài thì có rất là nhiều xe, cũng là khó đi, mặc dù là cái đường này nó không được đẹp lắm nhưng mà chỉ có một cái khúc ngắn này thôi các bạn. Thì bây giờ còn khoảng tầm 50 cây số nữa mình đã đến thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng rồi. À, các bạn thấy là hai bên đường thì toàn là cây thôi. À, các bạn thấy không? Và có núi nữa kìa. À, nhà ở đây thì rất là thưa. Xa xa mới có một cái căn nhà. À, các bạn thấy không? Thì Duy thấy ở đây là mọi người là trồng rất là nhiều cái cây cao su các bạn. Đó, các bạn thấy không? Có rất là nhiều cái cao su và cây điều á. Đây nè, các bạn thấy không? Đây là những cây điều nè.
này đường thấy xấu. Hai bên hầu như là cây cao su khá là nhiều. Cái đoạn đường này thì nếu mà các bạn nào biết đi thì mới biết chứ, bình thường thì Google Maps nó sẽ không ưu tiên cái đường này các bạn. Ở đây cũng có một cái chiếc xe nè. Ở đây cũng có quán cà phê nè các bạn, mà không thấy ai uống hết á. Ở đây có một cái cua nè các bạn. Đẹp quá, cảnh này đẹp quá. Cái này chắc mình đi xe máy thì chắc thích hơn các bạn ha. Do mình vừa chạy mình vừa phải quay cho nên nó hơi rung, các bạn thông cảm nha. Đó, cái đoạn đường đi lên đèo nè. Đây là lần đầu tiên mình lái đường đèo luôn các bạn. Đẹp quá, cảnh đây đẹp quá trời. Đường đèo đấy. Cái đường này thật sự mình chạy chậm thôi các bạn, không có nên chạy nhanh. Giờ biển cảnh báo luôn nè các bạn. Ở đây mình có live cam á, mình sẽ quay cho các bạn xem đẹp, nhưng mà mình rất tiếc mình không có live cam. Có live cam là thôi, đúng đẹp luôn. Đây là cái vách núi nè. Thôi bây giờ mình chắc mình tắt máy đây. Tại vì đây lên cái đường đèo nó khá là nhỏ và khá là nguy hiểm, cho nên mình sẽ tập trung mình lái. Ở đây có cầu sắt treo đẹp quá các bạn. Quá đẹp luôn. Mình phải dừng lại mình quay phim cái mình mới đi nè. Bây giờ mình đã tới thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng rồi các bạn. Còn khoảng 2 cây số nữa là mình đến nhà đường rồi. Ok, rất là nhanh. Mình đã thấy xe rồi. Ừ, vậy đi luôn ha em. Dạ. Vậy đi luôn. Ngay chỗ đây nè, anh cua ở đây nè. Vậy hả, quậy ở đây ha. Dạ. Vậy anh chạy trước nha. Cái hẻm này đúng không? Đây anh đường đây. Ok. Đường khỏe anh đường. Dạ chị. Dạ chị. Em là Duy đây. Dạ, dạ. Biết. Chị biết em hả? Biết. Dạ. Em đi lúc ở nhà bắt đầu đi là 6 giờ. 6 giờ em đi tèn tới giờ mới tới. Đi cao tốc còn ngon rồi. Đi cao tốc. Đi cao tốc tới Khánh quẹo vòng tròn Khánh chi. Tới cao tốc là thẳng ra vòng dầu dây là dạ. Một cước về đây luôn rồi. Dạ. Đi cái đường hồi nãy em đi cái đường trong đó, ngoằn ngoèo nhỏ. Nhỏ. Ừ. Ngoài đường đó được cái không có xe. Xe này sáng tới lâu rồi đó. Nhưng mà em nói đợi em vô luôn cho vui. Chứ nếu mà giao dành chắc giao sáng sớm luôn. Cái xe này là cái xe chuyên dùng để chở cho siêu xe luôn các bạn. Tại vì khi mà chở mấy chiếc siêu xe thì cái gầm xe nó khá là thấp. Cho nên là đối với chiếc xe này thì xe tải chuyên dùng này thì các bạn thấy không? Nó hạ cái sàn rất là thấp luôn. Đó. Xe này thì nếu mà đi cái xe này thì rất là thành. Nếu mà đi cái chiếc xe vận chuyển như thế này thì chắc chắn là khách hàng cực kỳ thích luôn, bởi vì nhìn nó rất là chuyên nghiệp.
Rộng quá anh Đường. Không. Rộng quá. Bữa nay chủ nhật nghỉ hả anh? Nay chủ nhật nghỉ. Cho nghỉ để ngày mai đám cưới nữa. Vậy hả? Ờ, giờ cả nhà đi hết trơn rồi, có mình hai chồng ở nhà. Anh đón cái này. Ở nhà để đón cái này, chứ không đóng cửa đi mất rồi đó. Vậy hả? Nếu mà bữa nay không giao chắc thứ tư mới giao hả? Ờ. Nay không giao được là thường là qua đám cưới mới giao được. Anh Đường coi xe đi, tại vì đi mắc mưa. Không sao, đẹp. Xong xuôi hết rồi. Đường vô coi cái nội thất xe đi. Ồ, bữa nay lần thứ hai coi chiếc xe chứ bữa giờ lên coi cái chút xíu à. Để anh xíu ha. Hai chiếc phát. Đó, đạp thắng rồi bấm nút. Giống giống kia luôn mà. Giống xe kia thôi. Ừ quá. Nó nổ máy rồi em, tại vì cái này nó chết nói vừa nó sắc đi không mà. Khi mà anh đề máy anh cảm giác nó nhẹ nhàng. Có một cái món hàng em tải mạng chị nha, chị nha. Chị ơi. Rồi, cảm ơn em. Ủa sao tới đứng nữa đó hả? Bữa nay xuống nó... không thấy ai hết. Mắng hết rồi. Bữa nay chủ nhật nghỉ. Thôi chủ nhật nghỉ rồi. Dạ. Đó, mà dưới nhà máy không mà. Vậy hả? Nhà máy cách đây bao xa chị? Kìa, đối diện đường đó. À, bên kia. Ờ. À. Con. Cái này là ai chị? Cháu nội chị. Vậy hả? Cái này cháu ngoại. Cháu nội bạn này mấy tháng? 2 tuổi rồi đó. 2 tuổi hả? Ờ, vừa đúng 2 tuổi. 2 tuổi là lớn hơn nhóc em mấy tháng. À. Nhóc em chừng nào nó có tháo mà. Đó, thằng đó vừa đúng 2 tuổi đó. Còn này là ai cháu nội cháu ngoại hả? Cháu ngoại hả? Đúng. Anh này đẹp trai quá nè. Anh kia cũng đẹp trai luôn. Thì còn một thằng một đứa cháu nội gái nữa. Sống hát đi, sống hát đi. Đó, sống hát đi. Sống hát đi. Sống hát đi. Xe của ông ngoại. Không thấy. Không thấy. Anh Đường ơi. Rồi. Có việc tí nha. Rồi có việc tí. Mấy cái quà tặng em đây nè anh Đường. À. Cái này thì cái quà tặng. Thì cảm ơn của tổng giám đốc đăng ký. Được. Còn đây là mấy cái quà mua xe thôi. Rồi. Cái này là USB nha. Chìa khóa. Giống chìa khóa như vậy. USB. Hay ta. Cái USB kiểu chìa khóa. Có biểu tượng à. À, y như chìa khóa xe mẹ thôi. Mà nó là USB. Dạ, USB. Nhạc đây. Hay ha. Cũng có hay vậy chưa? Dạ. Ý khóa rồi. Còn cái này để anh để cái cảm xúc của anh á, em gạt của anh á vô đây để mà cái này cái logo để anh cài lá chơi thôi. Anh phải chơi tôi giới thiệu á. Dạ. Chứ anh đi đâu anh cài nên là biết vô mẹt rồi đó. Anh cài vô đây nè. Ờ. Vô đây nè. Là thành viên của mẹt á. Dạ đúng rồi. Ở dưới đây nó sẽ có một cái cuốn sổ về thông tin về dịch vụ khách hàng. Thì trong đây nó sẽ nói về những cái dịch vụ của Mercedes-Benz cũng như là bảo hành cho chiếc xe. Thì trong đây nó sẽ hướng dẫn mình đọc thêm để mình biết về những cái quy định về bảo hành của chiếc xe Mercedes-Benz ha. Em để đây. Còn ở đây là sợi dây cáp để anh hai cái sợi dây cáp để anh sạc điện thoại trong xe. Kết nối điện thoại. Dạ.
còn ở đây là một cái để mà thử mùi, cái này thử mùi thôi, nó có bốn cái mùi. À, để mình tách cái gì, để mình thử mình chọn cái mùi, ví dụ hết mùi trong đó rồi. Ừ. Đó, em tặng anh một cái lọ nước hoa theo xe rồi, nhưng mà dù hết cái lọ nước hoa đó, anh muốn mua thêm cái lọ nước hoa khác đó, thì ở đây nó sẽ có bốn cái mùi nước hoa. Dù anh thích cái mùi nào thì anh gọi cho em đặt cái mùi đó cho anh. À, rồi rồi. Anh thích cái mùi nào mình thử, nó thử nó xịt ra đây, nó xịt ra thử thôi. Còn cái này dù để đây, còn cái bộ thảm của xe em để đây nha. Rồi. Cái thảm kia thì em lót lên cho anh rồi. Tặng mình. Ôi luôn cho sợ. Còn đây là mấy cái sách hướng dẫn sử dụng nằm trong đây thôi. Tiếng Việt hả? Tiếng Việt, anh rảnh thì anh đọc. Tiếng Việt thì mình để cho cứu hơn. Cái này túi y tế. À, túi y tế không còn thì mày thôi, thử nha. Trang bị cẩn thận quá nha. Dạ, cẩn thận đầy đủ á. Quá cẩn thận luôn á. Bị cảnh báo tam giác. À, cái đó giá khi mà có sự cố xảy ra mình phải đậu ngoài đường đụng bánh gì đó, mình không có chạy được nữa, thì anh lấy cái này ra, anh gấp lại thành hình tam giác. À, báo tam giác đó. Biển báo rồi anh để phía sau, rồi biển báo dạ. Báo biết phía sau đó gì đó để cho anh cảnh báo cho cái xe vào hết cho mọi người giao thông biết. Dạ, cái này quá cẩn thận á. Làm xong thì mình sẽ sắp gọn lại thôi. Bên công ty ô tô mẹ cẩn thận thật đó chứ. Nó chi tiết lắm, nhìn từng cái nhỏ luôn á anh Đường. Xếp lại sao ta. À, cẩn thận lắm. Rất là cẩn thận đấy chứ. Từng cái nhỏ cái gì cũng chi tiết hết, đầy đủ hết. Rồi, ở đây anh Đường, ở dưới cái cốp xe này nè anh Đường, thì nó có thêm một cái vỏ. À, cái vỏ đó. cái vỏ để đồ dù anh Đường có đi đâu á, anh Đường có để đồ gì vậy trên tủ cẩn thận ha, cái không đây mình xếp lại cẩn thận gì đó chứ. Rất là gọn luôn. Rất là gọn luôn. Ở dưới đây thì vậy thôi, có đồ gì tức là không có xe cua luôn hả? Không có bánh xe cua luôn, tại vì cái lớp xe của anh Đường là lớp xe run lát. Ừ, đụng bánh anh vẫn chạy được. Thứ hai nữa là sẽ an toàn hơn khi mình đi tốc độ cao, mình không sợ nó bị nổ lốp. Nổ lốp thì nó còn có cái lốp cho mình chịu được bên trong. Đúng rồi, cái mềm trang bị quá tưởng bao gì con. Cái này cái dòng này hay, nó có một tên gì không? Nó giấu đâu đi, tích hợp đâu trong kính này, giấu hết đó. Cái đường này là mau giống phim mà im hết hả? Dạ, đủ hết rồi. Nãy đi đường nó mưa. Không sao, chưa rửa lại lau lại sạch. Anh Đường cần em hướng dẫn lại trong xe không? Rồi. Ok, qua đây nè, anh Đường vào đây đi, Đường vào đây. Đường vô nổ máy đi. Nổ máy im thiệt á, nổ máy mình không hiểu luôn á, không nghe luôn á. Ừ. Anh Đường chừng nào anh Đường đi đám cưới? Chiều nay luôn hay là sao? Mai đi xe này đám cưới luôn chứ? Đúng sao đâu? Hả? Ừ, mai ok đi luôn đám cưới chứ? Ok luôn. Mai chở chị đi xe này đám cưới. Ừ. À, bình nước hoa để đây à? Dạ không, nước hoa là để đây. À, ở đây. À. Nước hoa ở đây nha. Để mở đèn cho sáng. Đó, nước hoa ở đây. À. Đó, thì cái lọ nước hoa này á, anh Đường có thể sử dụng trung bình khoảng tầm 5.000 cây số tới 8.000 cây số mới hết cái bình nước hoa này. Tùy theo là anh Đường sử dụng cho nó xịt nhiều hay là xịt ít. Xịt nhẹ nhẹ thôi. Đó, nó có ba cái mức. Ít, rồi trung bình, nhiều hơn. Ừ. Đó, có ba cái mức là tạo cái mức thấp nhất thoảng thoảng thôi, gắt quá chịu nổi. Nó không gắt. Cái này rất là nhẹ nhàng. Anh nghe không? Dễ chịu, rất là dễ chịu. Lấy cái mức thấp nhất đi. Đó thì tùy theo anh, để mở lên cho anh biết đâu cái mức thấp nhất anh không chịu.
đó. Nhưng mà anh muốn xịt nước hoa đó, thì anh cứ để cái loại nước hoa vô vậy, cứ để vậy thôi, không cần lấy ra nha. Rồi mở cái màn hình này lên nè. Không thể kiểm soát như di truyền, giới tính, sắc tộc thì bệnh loãng xương. Anh mở cái màn hình này lên. Lùa hả? Cái này volume lớn nhỏ nè. Đó, bây giờ anh muốn xịt nước hoa nè, thì anh bấm dùm em chữ menu. Đấy gì? Đúng rồi. Rồi anh chọn dùm em cái chữ tạo hương thơm. Tạo hương thơm thì phải làm sao? Bấm vô. Ở đây, đây hả? Còn trên đây cũng được. À. Đó, à. Chọn lên tạo hương thơm. Đi lên thì cái này hả? Vuốt lên. À, nó giống như cảm ứng như sao? Cảm ứng. À, đây rồi. Rồi. Thử rồi. À. Đó, anh đang lái xe, anh phải sử dụng trên đây cho nó an toàn ha. Nó có mức nhẹ, trung bình, mạnh. Xuống. À, phải không? Nhẹ. Nhẹ thôi cái gì? Ok. Đó. À, rất là dễ. Nó xài tiếng Việt không à? Rất là dễ. Cái này cũng dễ sử dụng lắm á. Dạ. Nó khác hơn cái Ford Everest của anh. Toàn tiếng Anh không? À. Sắp đi đám cưới hết rồi. Yeah. Ở nhà vắng tè chứ không hai ba chiếc rồi đó, như vậy là nó sẽ tự động tỏa hương thơm thôi, cứ mỗi lần lên xe tự động nó xịt nước hoa. Còn xóa nó thì sao? Bắt là... tắt à, nhưng mà anh cũng, nếu mà anh để xài nó cứ để gì xài thôi, không cần phải mỗi lần, anh cứ bằng bật một lần thôi nha, không cần phải đi vào đi ra. Có hai cái này quá nhạy luôn á, phải nhạy chứ. Thì cái này nó giống như trên cái điện thoại BlackBerry á, nếu mà anh xài điện thoại BlackBerry anh sẽ biết cái này nó sẽ giống y chang vậy đó. Và đặc biệt cái nữa nha, cái hệ thống mà xịt nước hoa thông minh này nó còn có một tính năng nữa là khử ion. Anh chọn ion, khử ion nè. Khử ion là trước khi mà không khí á, nó đưa vào bên trong cabin thì nó sẽ được qua một cái màn lọc, nó khử vi khuẩn. Cái màn lọc đó nó tích điện rất là cao, rất là lớn, để mà khi mà vi khuẩn đi qua đó nó sẽ bị chết, nó bị diệt ngay trong cái màn lọc đó và đưa không khí vào bên trong. Đó thì nó, lúc nào không khí bên trong mình nó cũng sạch sẽ nhất có thể. À, những cái người mà bị mà viêm mũi dị ứng á, vì mũi dị ứng anh được thì sử dụng cái này là nó sẽ rất là tốt, nó sẽ không có bị hắt hơi nhiều trên xe. Em có khách hàng ông quan tâm tới cái này dữ lắm, tại vì ông bị viêm mũi á. Cái này lọc không khí rất là hay chứ. Đúng rồi, lọc không khí được tuyệt vời luôn. Thử ông nha, thì một ít dòng xe nó mới có cái tính năng này. Không có nhiều. Này sạc không dây hả? Sạc được không dây. Cái này rất sạc được không? Thử coi. Để thử coi. Cái này iPhone mấy? 8. 8 mày được. À. 8 mình vô tư rồi. Đó, vô. Ờ, vô nè. Vậy là khỏi đổi điện thoại nữa. Ừ. Còn không có là phải đổi điện thoại hả? Ừ. Quá độc luôn. Không? Ừ. Nó sẽ báo anh sạc điện thoại. Ừ. Ha, cứ để vậy là sạc thôi. Còn như cái màn hình muốn thoát ra thì sao? Anh cứ bấm nút thoát ra, trên đây cũng được, hoặc là ở đây cũng được. Thoát ở đây hả? Đúng rồi, nút mũi tên quay ngược lại. À. Đúng không? Đúng không? Đây cũng có nè. Ở đây cũng có. Đây nữa nè. Ở đây luôn. Ở đây luôn. Ừ. Có nghĩa là khi mà anh đang lái xe thì anh có thể sử dụng ở đây. Còn nếu mà em ngồi bên cạnh anh thì em đâu thể bấm như đây được. Em phải bấm ở đây hoặc là bấm ở đây. Em sử dụng cũng được, anh sử dụng cũng được. Đó. Mày xin đi, nó bố trí rất là thông minh. Ha. Đây chứ. Cái gì đây? Cái này để gạt thuốc lá thôi. Ồ. Này không chơi à. Cái này không chơi. Cái này xịt hút thuốc trên xe nó hôi lắm. Không tốt. Không có tốt. Ừ. Còn chắc trong hướng dẫn có để mình kết nối dẫn đường nữa ha. Em sẽ hướng dẫn cho anh luôn bây giờ. Làm thử coi. Ok, để em lấy cái sợi dây cáp ở phía sau. Rồi.